bây giờ là lặt nữa rồi, còn sao nữa anh Phi, sao lặt nữa rồi đó. Bây giờ quý vị khán giả cũng biết rồi ha, bây giờ anh Phi cũng lại đến phòng, bây giờ là lặt rồi, là bây giờ thấy không nè, nhỏ nhậu biết nè, quý vị khán giả thấy không, trời ơi cái chỗ ngay lưng của ảnh nó bị bầm tím hết trơn rồi quý vị khán giả. Rồi sao cái niệm này sao mà để ngủ tới lên nước dữ gì sao không giặt anh Phi đó, niệm mà lâu lâu phải kêu chị Quy giặt lần chứ để lên nước quá trời không thấy gốm không. Quý vị khán giả là nên anh Phi không có không chưa ngủ nha, là chỉ là nhắm mắt bỏ thôi. Ổng kêu mua thuốc cho ổng á nè, lo cái gì trời ơi đó, mua thuốc hút trời ơi là trời, mua thuốc cho vợ mua chồng á, lo cái gì, con cưng của chị mà, chị nói gì vậy chị Quy, chị thương anh Phi chị quá đáng vậy đó, con cưng của chị mà, chị thương anh Phi còn dữ hơn bác Hôi nữa đó, cưng mua thuốc cho hút rồi còn nói gì nữa mà nó không nghe đó. Ôi trời, toàn là ba sườn gì, loài lùm tùm beng gì anh Phi. Nấu cháo cho ăn rồi nè, không ăn. Đó, hôm bữa đó thì người ta kêu chị đi qua thăm bác Khôi đi, tối đi ngủ sáng về mà chị không chịu đi, có cô người ta gửi tiền cho chị không chịu nhận. Đó, bây giờ là chị phải đi mua thuốc cho anh Phi nữa. Bây giờ anh Phi kêu chị đi mua rượu, chị cũng phải đi đó, mà chị ban đêm ban hôm chị có đi không chị Phi? Hả? Còn bây giờ anh không có con không có rượu, ban đêm anh có kêu chị Quy đi không? Không. Thuốc thuốc thầy không không mua không được. Đó chị Quy nói anh sai chị Quy đi mua kìa, anh nói gì anh Phi? Nói mà sai xỉn là mua không được. Đó. Gì? Anh hiểu chứ anh nghe chưa? Anh còn chối không anh Phi? Chối gì? Thuốc thuốc không mua, trời vợ mua không. Đó, thấy chưa? Còn la vợ này nọ biết thương mà la. Là nãy giờ anh cứ chửi em cái gì? Thế nào? Đó bây giờ anh nằm đó, anh nằm gì đó, anh đi được mà anh không chịu đi, anh sao anh bắt chở của anh đi là sao anh Phi? Say xỉn là sao mà đi? Đó bây giờ về phải nấu cháo cho anh ăn đó nè. Đó thấy chưa? Nấu cháo cho ăn đó nè. Rồi ai vợ nữa. Tôi không bắt buộc. Không bắt. Anh nấu thôi. Rồi kiểu này rồi sao mà chị Bi, bây giờ là anh Phi mà làm kiểu này sao mà chị không đi qua bên bác Khôi ở đi chị Bi? Rồi bỏ thôi, chồng mẹ ơi. Đó, thấy chưa? Bỏ anh Phi luôn đi. Bỏ đi. Bỏ ra khẩu quá, không ở nữa. Đó, bây giờ anh Phi nói thẳng luôn kìa. Tiền rồi, hết thì trở rồi đi. Đó, bây giờ anh... Hết tháng thì trở rồi đi. Hết tháng là chị Bi đi đó. Rồi, nhà này ở đi. Không có tiền đâu mà đâu. Rồi vậy là ở bên này nhỏ đâu kệ mày đi. Đó bây giờ chị Quy nói thẳng luôn, hết tháng này là chị Quy đi bỏ anh đó. Rồi coi bây giờ chị Quy nói thẳng với khách, nói cho khán giả đều biết luôn đi chị Quy. Ừ, khỏi lo nhiều, mình nói mình phải giữ lời nghe, tới bữa đó mình không đi là khán giả chửi mình chết á. Có khúc cũng không mua cho, còn nói ai nói gì vậy, nhà nó ở mẹ đi. Đó bây giờ chị Quy nói thẳng luôn, không có nhà. Không nhà thì nhà ở. Rồi bây giờ là chị Quy quyết tâm đi bỏ anh đó, rồi anh suy nghĩ lại đi anh Phi ơi. Suy nghĩ gì nữa? Suy nghĩ gì mình làm sao mà để cho vợ mình đi chứ, bây giờ để con vợ mình nói vậy rồi sao mà được anh Phi. Đó bây giờ anh coi kìa, sướng quá anh, bây giờ cái thân hình của anh kìa, bây giờ là như là gió thổi còn bay nữa chứ, bây giờ anh làm ăn cái gì được nữa. Quyết định đó, đây nè. Tao muốn đây là muốn đây à. Đừng có nói nhiều, tao muốn đây là muốn đây à. Ờ. Có việc của tao, không ai cản hết á. Sao quyết định được? Bây giờ là chị Quy đòi đi về bên bác Khôi nè. Bây giờ chắc đi chút cũng muộn rồi, cái gì rồi. Không có tiền đóng nhà trọ phải đi. Còn bây giờ chắc chị bây giờ chị Quy đi không biết có bác Khôi có cho ở không á, muộn rồi đó chị Quy. Sợ muộn rồi đó, muộn vô trễ chuyến đò đó chị Quy ơi. Sao không có tiền đóng nhà trọ sao mà là ở đây chi nữa. Đó bây giờ là thí dụ chị Quy đi qua bên bác Khôi không cho chị Quy ở thì chị Quy quay về bên anh Phi không cho chị Quy ở nữa, rồi chị Quy ở đâu chị Quy? Làm gì không ở? Trong Phi ở đây ông ơi ổng đi, một ông ở đó. Ờ cho ổng ở đây đi, ông ở khỏe hơn. Đó.
không có tiền đóng nhà trọ ra mà ở hoài. Còn bây giờ chị quyết tâm là chị đi qua bên bác Khôi ở phải không? Bây giờ mà hết tiền nhà trọ đi rồi. Ở đây tiền nữa. Coi chừng nào mới thấy tháng chị Bi? Hết tới tháng rồi đi. Hết tháng mới đi hả? Hết tiền đóng nhà trọ rồi tiền đâu mà đóng. Rồi chị có đóng trước cho người ta tháng nào chưa? Chừng nào hết tháng thì đi, có tiền đâu mà đóng. À, bây giờ là chị nói hai mặt một lời với anh Phi luôn đi, nói cho rõ ràng đi chứ. Nói xong rồi nó chị Vân nói ông Phi cả hết cả lời. Đó giờ chị nói với thẳng với anh Phi luôn đi. Đó bây giờ chứ bây giờ chị ra đây chị nói cho bây giờ đâu có ai tin chị đâu, phải không? Thì nó hết tiền hết tiền đóng nhà trọ, tiền nó đóng cho người ta. Tiền nó mà đóng. Bây giờ người ta cũng nghĩ cho tiền chị vậy đó, là chị cũng biết rồi, người ta cũng nghĩ giúp đỡ cho mình luôn. Đó. Tại vì người ta giúp đỡ cho mình rất là nhiều đó, người ta biết mình ăn nhậu. Người ta giúp cho đi phế liệu mà người người mà không suy nghĩ cái đầu sao không suy nghĩ. À. Không đi mua. Để cảm ơn để người ta nói hoài. Đó, bây giờ chị vô chỗ nói chuyện thẳng với anh Phi đi chị Huy. Để mở ở đây mình ăn cũng được. Vậy sao mà hai chồng không cố gắng đi mua bán mà ăn để mà có tiền đóng nhà trọ? Mua bán mà ăn bây giờ mua bán không có thì sao là anh có đi mua bán hồi chứ không có. Làm gì không có. Rồi bây giờ anh say anh nằm vậy nữa mua bán cái nổi gì? Nếu mà vợ em cái bộ mình nhậu hiếp có mình nóng trong người cái gì anh Phi, sao mà cõi trần dữ vậy anh Phi? Chứ phòng trọ mà nổi đó trần. Hay là mình uống rượu nó nóng trong người quá chịu không nổi cõi trần luôn hả gì? Bây giờ em chỉ anh một cách, bây giờ anh cảm thấy nóng trong người thì vô trong trong toilet anh mở nước anh bơm anh đổi lên người anh đây là hết nóng anh Phi. Chứ bây giờ hả tắm ngày nào mà không tắm? Trời ơi anh coi kìa nè, có cái niệm của anh nè lên nước nè, quá trời đâu có hiện giả thấy không? Đó không có đi mà để giặt giặt vũ gì hết trơn á. Cái quần của anh nè, cái quần này là mấy tháng trời luôn nè, đó là không có giặt vũ gì hết trơn đó. Đó bây giờ khán giả cũng thấy rồi đó ha, rồi cái cả luôn cái giò của anh Phi rồi thấy không, chạy hết trơn luôn đó. Rồi bây giờ chị Vy sao coi cho không chịu giặt vũ cho anh Phi. Kêu quần giặt ra mở ra, vợ giặt cho không chịu giặt đó. Mặc ngày một qua mặc cái quần đó, cái quần đó mấy ngày đó thấy không, rồi lên nước luôn. Say xỉn người ta lấy đồ không hay, đồ mặc quần trường nói còn nói vợ nữa. Muốn vợ không do vợ mệt. Trời ơi, anh nói vậy là ở dơ đó. Ông mặc gì người ta nói ông á mặc ở dơ, không phải cái nói gì. Cái quần hoài. Thôi lại quần đi. Biết sạch sẽ phải ở thì sạch sẽ vô đây để nói cho nói. Rồi chị Huy thấy cái niệm không? Sao mà lên nước dữ vậy chị Huy? Có giặt niệm không chị Huy? Giặt hoài đó. Bây giờ mình không giặt niệm thì mình đi mua cái bao niệm mình bao lên cho đẹp. Đó. Chạy ra quan ngủ đi quen. Nó mặc quần không giặt nó để hoài. Rồi giờ kêu để bây giờ chị thấy không, cái quần đó mấy tháng trời đó là, bây giờ cái quần đó ha, em nói thật ha quý vị khán giả, cái quần đó mà để nấu canh chua cho hai vợ chồng của chị dùng cũng được luôn đó. Lộn mắm á, quý vị khán giả cũng biết rồi. Cái này mùa hôi mà tại. Đó, bây giờ là cái quần của anh Phi nhúng lên làm lộn mắm được anh Phi. Chịu tạm không Phi à. Rửa mình rửa tay. Nói gì? Đó. Nói ai? Coi coi anh Phi cũng không đánh găng luôn hả chị Bi? Thấy không, găng cũng không đánh luôn nè. Đó thấy không, toàn là chào không à. Ai lẽ tôi hầu hạ hoài cái gì? Mình con người á, mình phải biết sao không? Mình phải sạch sẽ, vệ sinh môi trường nè, đó. Mình đi đâu á mình không có dơ bẩn, mình đi đâu á người ta cũng khen mình chơi á. Còn con người mình ha, con người của mình. Ta đi làm người ta nói á, người không có cỡ hay gì. Đó, chị cũng biết rồi đó, thấy không? Phải sạch sẽ. Bỏ tôi xuất sinh cái gì, tôi không biết mắc cỡ.
À, không biết bắt cỡ sao anh không chịu cho thay tháo cái quần ra để cho vợ giặt ra cho nó sạch sẽ đi. Sợ quy mệt. Sợ mệt cái gì, cái này là anh làm miếng và khỏi ra cho vợ anh giặt chứ sợ mệt cái gì. Làm miếng gì, cỡ quần ra làm miếng gì. Mặc quần cho nè. À, lên ối, nước kìa. Trời ơi là trời, quý vị khán giả coi thấy không? Gốm luôn trời. Thiệt á. Anh mà ăn ở mà để cho vợ mình nói vậy sao mà được anh Phi. Giặt tôi không muốn vợ tôi cực khổ. Mở ra, đỡ ra cho vợ giặt đi. Đó, bây giờ anh làm, bây giờ anh nó vợ nói vậy rồi anh cởi ra làm liền đi cho vợ giặt đi chứ để cho đó chứ mình cái này sự thật, người ta nói sự thật chứ không phải là tại vì em ghi hình anh rất là nhiều rồi, thấy cái quần của anh là không có mà giặt vũ hết trơn á, thậm chí cái chỗ ngủ nè thấy không, lên nước là thấy gốm không đó. Còn vậy mà mình đi ra đường sao mà được, đi ra đường người ta không gọi mình là con người đâu à, biết ta gọi mình con người mình gì không? Gọi con thú đó, anh cũng biết rồi đó chưa. Mình con người không có ai nói mình được, mình sạch sẽ được rồi. Sạch sẽ cái gì? Không ai nói được. Đó. Quần gì? Ở nhà không à, mà mình có quần mà mặc cái gì đó. Có đi đâu mà không có quần. Còn không gài chị Bi có giặt vũ gì không? Mà sao mà anh Phi nói không cho chị giặt vũ? Hai cái, ổng không mặc kìa, ổng mặc cái quần hoài là ổng mặc quần này hoài à. Mà cái quần này mấy tháng trời nè, chưa có giặt nè. Dạ không, lấy ra mở ra cho vợ giặt. Đó. Quần thì đẹp quá gì. Có tiền mua hai cái cho ông mặc. Nhưng mà muốn không làm khổ em. Làm khổ gì, bây giờ mình có tiền á thì mình đâu có nghĩ đến quần áo đâu. Mình có tiền á mà tối ngày mình cứ nghĩ đi ăn nhậu không à. Rồi mà sao mà nhớ được. Chừng nào mà người ta thí dụ nè Mạnh Hồng Quân á gửi tiền cho hai anh chị rất là nhiều đó, mình suy nghĩ số tiền đó mình mua đó, số tiền đó mình mua nè, mua đồ giặt giũ ở trong nhà đó, xì bông gọi đầu này kia đó mình mua đi đó. Quý vị có thấy, cũng thấy không, không có còn cái gì hết trơn á. Đó, mình con người mà để cho người ta nói hoài với anh Phi. Con thú mà. Vậy là anh chấp nhận anh con thú không? Thú. Vậy là anh không muốn cho người ta gọi anh là con người, anh muốn là người ta gọi anh con thú hả? Ừ. Sao vậy, sao mà để cho người ta gọi cho mình con thú? Ai muốn gọi thì sao gọi. Mình con người á, mình làm sao mà đừng để cho người ta gọi mình là con thú. Đó, mình phải là giặt vũ mà phải tắm rửa sạch sẽ, đánh răng nè. Đó, rồi anh tối ngày á, anh cái quần của anh là vợ luôn, cả vợ anh nói cái quần này cần cái tháng trời anh chưa có giặt nữa đó. Rồi anh suy nghĩ đi. Anh đàn ông làm gì? Tôi không biết đàn gì. Chàng không giặt thì vợ giặt có gì đâu. Rồi cả chị Quy nè, chị Quy bây giờ anh Phi không giặt, chị Quy cũng không giặt luôn hả? Ông Phi mặc hoài sao mà giặt? Rồi sao mà anh Phi ở dơ mà sao mà chị ở với anh Phi sao mà được chị Quy? Anh Phi ở dơ, tôi không có ở dơ đâu tôi nói. Rồi hai chị và chị ngủ chung một giường với anh Phi là cũng ở dơ chung nhau luôn rồi, chứ nói gì nữa. Tôi không phải thôi đừng có nói tiếng hai chồng tôi giờ. Không, bây giờ chứ giờ hai vợ chồng anh ngủ có ngủ chung nhau không? Ừ. Dạ anh em hỏi anh là có ngủ chung nhau không? Đó, có ngủ chung một giường không? Đó, bây giờ anh suy nghĩ đi. Anh biết cái chị Quy mà lý do gì mà sao anh Phi không tắm rửa mà sao mà chị ở chung với anh Phi được chị Quy? Anh Phi sợ nước. Hử? Anh Phi sợ nước gì vậy? Thật không? Anh Phi sợ ai biết không Phi? Có sợ nước không? Anh Phi sợ, không sợ nước sao mà tắm? Rồi bây giờ chị nói thật đi, rồi và cá ngủ hai ba chai luôn nè, ban đêm chị có nhậu chung anh Phi không? Không. Hả? Không. Có hai vợ chồng tối đóng cửa lại, hai vợ chồng cạn ly không? Anh Phi nhậu chung có nhậu đâu mà nhậu. Đó, rồi hai anh chị có sắp xếp cái điều gì mà để mình tối ngày mình đi buôn bán ngoài là sao vậy chị Bi? Mình không đi mà sao, tại sao mình đi nói đi không đi buôn bán? À biết đâu. Đi. Ai làm thì nó chịu, ai biết. Mình làm giết quá, bây giờ là hết ai tin là, tưởng mình rồi. Làm hết ai đồn mạng cũng biết rồi, ai nói nhiều. Đó, thấy chưa? Ai đồn mạng cũng biết rồi, nói gì mà nói. Bây giờ là nói hết lời với chị luôn á, chị và anh Phi luôn, em nói hết lời luôn đó. Cái này để ghi hình ảnh lại để cho khán giả đều nhìn xem cho hai anh chị như thế nào thôi. Chứ bây giờ là sực ra là người ta biết rõ hai vợ chồng của chị, đó là nên không có đi buôn bán làm ăn gì hết trơn á. Tối ngày say ăn nhậu, đó. Người ta ai biết được, người ta nói không nghe thôi ai biết được.
Đó, chị làm vậy rồi, rồi sao lại ai dám giúp đỡ cho mình nữa? Bây giờ là hết giúp đỡ rồi. Tự sinh tự diệt thì tự đó, anh cũng biết tự sinh tự diệt. Để người ta nói hoài.